rồi nè, ok nha, sao ok sao. Cây ăn nhé, ok không? Ừ? Ăn chiếc cây nhá, ok. Đây, để ăn chiếc cây nhá, cây nhá, ừ? Ok, yeah. Hết giận đấy ạ. Rồi, hết giận rồi đúng không? Hết giận hẳn nè, hết giận nữa, từ từ nữa.
bây giờ Bi đã hết giận rồi. Hết giận à? Ừ. Anh Trần nhá. À, giờ con qua đây ngồi á. À, rồi, phải hiểu rồi. Ăn đi. À, không ăn à? Ừ. Hả? Lấy nhà này đấy. Đấy, đây đây nè. Dạ, đây đây.
gì đấy. À, mang lại đây. Anh nào không? Anh nào lại lấy cho bác chú bác. Rồi, mang lại đây. Đây nhá. Rồi, đi bảo cất cái này nhé. Nghe coi chưa? Cắt miệng nhá. Mút tay.